Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Trên trang công giáo.vn đưa tin về hiện tượng lạ lùng Đức Mẹ hiện ra trên bàn thờ, được nhiều người nhìn thấy và chụp hình lại. Linh mục lặng đứng khi chứng kiến cảnh tượng hình ảnh 3D bí ẩn về Đức Mẹ Maria. Một hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria không hiện diện về mặt thể chất như trong các lần hiện ra của Đức Mẹ, đã và đang tạo ra sự sùng kính nhiệt thành hàng năm tại thành phố Antarctica ở Argentina. Kể từ năm 2011, một hình ảnh ba chiều của Đức Trinh Nữ Maria đã được quan sát một cách khó hiểu trong Thánh Địa Đức Mẹ Lộ Đức. Hình ảnh giống như hình ảnh ba chiều, không có bức tượng nào hiện diện ở đó cả. Du khách nói rằng họ thậm chí có thể nhìn thấy những nếp gấp trên áo choàng của Đức Mẹ. Kể từ khi nhà nguyện được xây dựng vào năm 1927, hốc tường đã có tượng Đức Mẹ. Vào năm 2011, một linh mục đã quyết định di dời bức tượng để khôi phục lại. Bước đi và nhìn vào bàn thờ từ lối vào của nhà nguyện, ngài có thể thấy hình dáng gần như hoàn hảo của Đức Trinh Nữ ở nơi đặt bức tượng. Tuy nhiên, khi ngài tiến sâu hơn vào nhà thờ, hình ảnh đó mờ dần. Bất cứ ai đến thăm nhà nguyện đều có thể nhìn thấy hình ảnh này. Hãng thông tấn AICA đưa tin rằng các tu sĩ dòng Cát Minh đi chân đất của Thánh Địa Đức Mẹ Lộ Đức giải thích rằng sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Dân Chúa phải giải thích nó như một dấu hiệu để gia tăng và đào sâu đức tin Kitô giáo và khơi dậy trong lòng con người sự hoán cải để yêu mến Thiên Chúa và tham gia vào đời sống của giáo hội. Gần nơi hiện ra hình ảnh này, giáo xứ có khắc một lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II với Đức Mẹ Lộ Đức.